đầu từ hôm qua, thời tiết thất thường, từ nắng nóng chuyển sang nền nhiệt độ thấp. Đây là tác nhân gây ra nhiều căn bệnh thường gặp trong mùa lạnh, đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi và trẻ em. Thời tiết nóng lạnh thay đổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của ông bà Vũ Tiến Kỳ, đã gần 80 tuổi ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, khiến ông bà luôn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Để nâng cao sức khỏe, ông bà luôn chủ động có những biện pháp tích cực để phòng và bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình thì chúng tôi ăn ấm, uống ấm, mặc ấm. Bây giờ là buổi sáng hôm nay là trời mưa thì dứt khoát không đi mà chỉ là tập với những động tác ở trong nhà. Trong cái thời điểm giao mùa này rất nhiều cái mầm bệnh, nó ảnh hưởng đến sức khỏe người già, đặc biệt những cái người mà đang mang trong mình những cái bệnh mãn tính, ví dụ như bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường. Đứng trước mỗi nguy hiểm của các bệnh có những cái biện pháp phòng bệnh, tránh thay đổi cái môi trường mà có nhiệt độ đột ngột chênh lệch giữa hai bên, là đảm bảo dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ. Tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, trong thời điểm thời tiết giao mùa gần như chật kín giường bệnh do lượng trẻ nhập viện tăng cao, theo thống kê của bệnh viện, trong tháng 11 đã có trên 4.000 trẻ em đến khám và đã có trên 1.500 trẻ phải nhập viện để điều trị với các bệnh như viêm phế quản, viêm ruột do rotavirus, viêm dạ dày, viêm VA, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm đã tác động rất nhiều đến sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ cần có những kiến thức cơ bản phòng tránh cho con em mình. Do mấy ngày nay thời tiết nắng nóng, rồi thời tiết tự nhiên là trở lạnh nên là cháu từ hôm qua giờ bị sốt, ho rồi đi ngoài nôn nữa. Nên là gia đình lo lắng cho cháu lên viện khám. Nên đây thì bác sĩ bảo cháu bị viêm tai hai bên, rồi virus adeno dương tính, khả năng cháu phải nhập viện. Với lời khuyên cho các bậc phụ huynh giữ ấm cơ thể cho trẻ, chơi những phòng kín gió, hạn chế tiếp xúc đông người, tuân thủ cái khuyến cáo của Bộ Y tế là 2K, cho trẻ tiêm phòng đầy đủ. Với nền nhiệt đang giảm và dự báo tình trạng này còn kéo dài nhiều ngày tới, do đó việc chăm sóc và có những biện pháp đảm bảo sức khỏe cho mọi người nói chung và cho người già trẻ em nói riêng cần phải được chú trọng nhiều hơn nữa.